Rồi chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Da Chai nha các bạn. Thì hôm nay á mình mua được cái mình đi sưu tầm được cái máy massage nè các bạn. Thì đây nguyên một con của nó luôn nha. Thì nói chung ra là nguyên con luôn chứ không phải là ấy, nguyên con luôn massage luôn. Nhưng mà cái này là tận dụng mình bán lại cho anh em để cho anh em chế cháo đồ xài nha. Nhất là anh em quay này quay nọ là hết sảy đó nha. Anh em quay anh em nào mà có anh em nào mua á, nói chung ra cái máy này mình bán nha, anh em nào mua thì chuyển khoản cho mình bao phí ship luôn. Còn ví dụ như mà anh em nào mà mua không chuyển khoản mình không bán nha. Tại vì á mình thử cho anh em xem luôn, nó còn nguyên một cái dàn điều khiển của nó nguyên si luôn, nguyên con luôn ha, dây rất là dài. Về cái này nè, cái dàn cái si này nè, anh em chế cháo đồ ha, chế cháo đồ nó có cái đồ, nó có nguyên con hộp số giảm tốc của nó luôn. Đó, tận dụng để cho anh em chế quay quay gà quay vịt hay quay cái gì đó là chế là qua cái tua chậm là có điều chỉnh tốc độ luôn nha, rất là ngon luôn. Anh em chế những cái đồ nặng đó là ngon lành. Đây mở nha, đó nó chậm này ha, cái này là nó quay chậm đó nghe anh em. Nữa về anh em chế bánh răng vô đó, đó nghe này là chậm nhất nè, đó chậm nhất đó, thấy không anh em, thấy không đó. À, nhanh nè, đó đó nhanh hết quốc luôn nè, đó nó có model đó nghe anh em. Đây nè thì bấm qua auto ha, auto đó đó, nó chạy có chậm có lẹ nghe đó, hồi nó chậm lại này, nó nguyên cái dàn điều khiển đó đó, nó chậm lại nhanh chậm nhanh chậm nhanh chậm nhanh chậm nhanh chậm, thấy không. Cái này anh em chế quay đồ là hết sảy luôn đó. Anh em nào mà có cần mua thì nó còn hoạt động bình thường hết trơn anh em. Chỉ về anh em ghim điện vô cái tay điều khiển nó rồi nè, dây rất là dài luôn đó. Cái này là mình tận dụng là bán cho anh em để quay gà quay vịt đồ đó ha, làm gì đó ha, cái quay này quay nọ là hết sảy luôn nha. Đó vậy anh em khỏi cần làm gì trơn. Đây lúc này nó tắt nha, đó cái hộp số này nè, đó cốt này ở trong là cốt hình như 12 hay 14 ly 13 ly gì đó anh em. Đó, cốt đó nó có cái ký nè, vậy anh em ký lấy ra ha, rồi mình gắn cái bánh răng vô. Đó, nó có cái hộp giảm tốc nè, liền luôn nha. Đó cái này mình bán giá 500k nha anh em, 500k anh em nào chuyển khoản thì mình cho địa chỉ mình sẽ gửi hàng cho anh em nha. Đó mình trước khi mình gửi mình gắp lại hết trơn luôn nha, thì mình nói gì thì nó gắp lại ha, nó gắp lại nó gì thì thọt cái này vô, thọt cái này vô thì đóng dàn ốc trong đây, đóng hai cái nút lại đó, đóng hai cái nút lại nha. Thì về anh em biết anh em dặn mở hai cái nút này ra thì anh em dở ra ha. Còn anh em muốn massage gì đó massage ha, cái này là massage chân massage gì đó, nhưng mà mua nguyên con này còn nguyên đó, nguyên si luôn, không còn ghim luôn đó anh em, còn nguyên ghim luôn nha, 500k đó. Thì mình ghim điện 220 mình xài ha, đó mấy ngóc nó nằm đây nè, đó ốc còn nguyên si chân luôn, không có cái gì hư chân luôn nha anh em. Đó rồi bên đây mình bán đồ điện nha anh em, thì anh em gần xa tranh thủ mua hàng của mình thì tới 7-80 đơn đó, thì mình mới mới bốc thăm trúng thưởng nha anh em, anh em tranh thủ nha, hên xui thì ai cũng vậy, thì vô đặt hàng bên mình rồi. Hỗ trợ anh em nha, anh em nào có mua thì điện mình nha, liên hệ mình nha, tại vì cái này mình mới nhập cái này về, mình mới 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 mới, mới đi sưu tầm về được rồi mình bán cho anh em nha. Đó anh em nào mua thì ủng hộ mình đó, nhập nha. Nè, nè, chậm hết mức nè anh em, có nó quay cái anh em dùm cái vòng trong là nó quay rất là chậm luôn. Dụ mình xài cái răng nhỏ thì qua cho qua cái sân bự thì nó sẽ quay chậm nha anh em. Cái này mà anh em quay quay này quay nọ là quay heo cũng được luôn, nó mạnh lắm, nó mạnh lắm anh em. Nguyên con người mình ngồi lên đây mà nó lắc mà không ngừng nổi, mà chịu không ngừng nổi, nó mạnh lắm, hộp số nó mạnh lắm. Nói chung ra anh em làm chế một cái ghế mà anh em ngồi đây là như ghế heo quay vậy á, rất là mạnh luôn. Đây đó nhanh đó, chậm nè, thì nút tắt nút mở là này, bất chết thì mở mở cháy lên thì mình tăng giảm này, chậm lẹ này ha. Rồi anh em nào mà có nhu cầu thì mua ha, dây rất là dài luôn.
Đó. Dây nguồn vô và dây tay điều khiển rất là dài luôn. Rồi. Chào tạm biệt anh em nha. Số điện thoại liên hệ mình ở dưới đó. Anh em nào có mua thì liên hệ nhanh tay còn chậm tay hết nha. Nói chung ra là nếu mà mình bán cái này mình bán rồi. Nếu mà có người mua rồi mình để là đã bán rồi nha. Ở dưới mình bình luận nha, mình để bán rồi nha anh em. Hộp số giờ mới ghiền luôn. Số nhìn thấy hẹp. Nó đính liền luôn anh em. Nó làm liền luôn nè. Rồi thôi chào tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em lúc sau nha. Ai mua thì alo nhanh nha, mình sẽ ráp lại nguyên cái mình gửi đi, mình bao phí ship luôn. Còn anh em muốn lấy cái vàng này không với cái bo không thì mình sẽ gỡ ra đưa cho anh em, còn không gì mình để gì mình gói cho anh em luôn cũng được đó. Còn anh em muốn lấy hết thì mình ráp lại hết nguyên si cho anh em luôn nha. Anh em nào chuyển tiền thì mình bao phí ship, cho tên người nhận hàng, địa chỉ, số điện thoại đó, điện cho mình là có số điện thoại rồi, cho địa chỉ với tên người nhận hàng rồi rồi chuyển khoản cho mình rồi mình sẽ gửi cho. Tại vì cái này là mình cắt cẩm cơm cho chắc ăn. Ví dụ như nhiều khi anh em nào muốn mua á, mua mà gỡ tới anh em không nhận á, anh em bùm hàng á thì ngựa họ mất công đi tới lui với mình đó. Thà ví dụ như á, đó, còn ghim bụi không nè. Thà anh em nào chắc ăn mua thì có chế cháo cái gì đó, mua chế cháo gì rất là mạnh nha. Bao anh em rất là mạnh luôn nha, anh em ngồi lên mà vẫn lắc bình thường luôn nha. Rồi thôi chào tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em lúc sau nha. Mua thì alo mình.